Hello, chào tất cả các bạn. Các bạn biết gì đấy không? Đấy, hôm vừa rồi làm mà chặt lá chuối kịch liệt luôn các bạn ạ. Thành quả ngày hôm nay là được 7 ngày nha các bạn nhé. Hôm nay bắt đầu mình xử lý cho ra nấm nha các bạn. Đó, mấy ngày này mưa gió rất là nhiều luôn các bạn ạ. Nếu mà các bạn hôm nay mình làm cái đợt này mình làm ngoài trời các bạn nhé, tại vì trong nhà mình chưa dọn ra hết các bạn ạ. Đấy, cái phôi nấm sò trong nhà, rơm thải trong nhà mình làm nấm sò mình chưa kịp dọn ra, mình tận dụng làm ngoài trời các bạn. Đấy, cái đợt lá chuối rồi mình làm đây cho các bạn xem đây. Được à, 1 mô, 2 mô, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đợt lá chuối mình được 10 mô các bạn nhé, mỗi mô dài 1 mét, mét mét 2 nha các bạn. Đó, đến hôm nay là ngày thứ 7, mình bắt đầu xả tơ. Hôm nay thì mưa gió này các bạn, ngoài ngoài trời các bạn. Mình rồi phủ cái lưới cái ni lông của nó phủ màn màn phủ nông nghiệp các bạn, làm ngoài trời đợt này các bạn là phải phủ cái màn này lên để nó mới mùa mưa này nó mới có độ nóng đấy các bạn. Mà nó không bị mưa xuống quá nhiều, nó không ảnh hưởng tơ nên tơ mới đi được nha các bạn nhé. Nếu mà các bạn không phủ, các bạn để tự nhiên như vậy, các bạn không có che hết là mưa xuống quá nhiều. Dưới có độ ẩm và nó sẽ nhiều nước các bạn, tơ sẽ chạy yếu lại và sẽ đến nó sẽ không hình thành được được nấm nha các bạn. Nó tại vì nó nhiều nước quá nó tơ sẽ không chạy được nha các bạn. Nên các bạn ngoài ngoài trời mùa này các bạn ráng phủ cái màn ni lông lên, mà các bạn làm lồ làm mấy nhiều mà cũng làm mấy cái lỗ để nó thoát hơi nha các bạn nhé. Đó, sau đó các bạn phủ cái lưới lan lên, nếu mà các bạn có cái có rơm có rạ các bạn phủ lên nha các bạn, để nó không bị quá ướt nha các bạn nhé. Đó là với cái lá chuối thôi nha các bạn. Đó, tơ hôm nay là các bạn này, hôm nay mình xả tơ nha các bạn nhé. Trước khi xả tơ các bạn cần lưu ý nha các bạn này, tơ mạnh cho các bạn này, răng đầy trên mặt dưới có hết nha các bạn nhé. Này các bạn này, tơ năm rơm mà nó như mạng nhện các bạn nhé, nó răng răng như vậy nữa các bạn, không phải là tơ nấm gió nó khác nha các bạn, bùng nhù bùng nhằng các bạn nhá. Đó, ăn xuống cả đất luôn các bạn này, ăn này. Tơ càng mạnh mai mốt nó nấm nó càng 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 ấy nha các bạn. Đó. Có tơ sẽ khả thi hơn nha các bạn, ăn từ đầu tới cuối luôn. Mặt trên là các bạn này. Thấy không? Đó. Mua bên này luôn nha các bạn nhá. Này. Ăn dưới luôn các bạn. Ở đây mô mình làm chật nó ngồi không thừa các bạn ạ. Đây. Bạn thấy không? Đó, nó ăn đến răng như mảng nhện đó các bạn ạ. Đấy. Cái lá chuối này nó là đây. Cái lá chuối mà trộn là rơm là tơ còn đi mạnh nữa các bạn ơi. Đó. Nó ăn còn là còn khiếp luôn các bạn. Mặt trời hơi bị chói các bạn ạ. Đấy. Đấy, đây là cái chỗ này là mình làm mà mình còn giữ ít rơm các bạn, là mình làm một lớp rơm ở trên, một lớp rơm ở dưới và mình là lấy lá chuối lên trên và mình trộn với cái lá chuối luôn các bạn. Đấy, tơ nó cần đi rất là mạnh luôn các bạn ạ. Đây này. Bạn thấy không? Cái này là nó chuẩn bị một kết nấm luôn các bạn nhá. Ngon này. Thấy không? Cái tơ khiếp không các bạn? Quá khủng khiếp các bạn này. Đó. Hôm nay xả tơ các bạn cần lưu ý nha các bạn nhé. Xả tơ cái mùa mưa này các bạn hạn chế là không cần mùa này nó dư nước cả các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ không không xịt nước vào nữa các bạn ạ, mình sẽ xịt dinh dưỡng vào cho nó. Hôm nay chỉ mình tưới dinh dưỡng thôi các bạn. Đấy, chỉ đi dinh dưỡng cho nó thôi. Thêm cho dinh dưỡng cho nó để có dinh dưỡng, không cái lá chuối không có dinh dưỡng. Nó nấm ra nó sẽ không lớn được hết nha các bạn. Nên bắt buộc mình phải bổ sung chất dinh dưỡng cho nó. Này, mặt trên này các bạn. Từ đâu ta? Này. Nhìn nó không rõ các bạn. Này, nó ăn này các bạn này. Ăn ở đây này các bạn. Đó. Xịt dinh dưỡng cho các bạn, xịt xương xương cho nó thôi nhé các bạn. Đó, xịt xương xương cho nó rồi. Các bạn không xịt mạnh lắm đâu, xịt sơ sơ qua là được. Xong bắt đầu mình đã phủ lưới lan đây các bạn nhá. Lưới lan các bạn có là nếu có mùa này các bạn làm 2 3 lớp ấy các bạn, nếu bạn có làm 2 3 lớp ấy.
Nếu có thì các bạn này, nếu mà các bạn làm ít các bạn làm cái mái che lên nó sẽ đảm bảo hơn nha các bạn nhé. Đấy, xong là mấy ngày từ lúc mình đây, từ ngày hôm nay mình đi mình xả tơ rồi, mình sẽ không, mấy ngày sau mình cũng sẽ không tưới nước vào đó nha các bạn nhé. Mình tưới thì mình sẽ tưới tưới lưới lan rồi các bạn, tưới lên lưới lan cho nó ẩm xuống thôi các bạn nhé. Các bạn không trực tưới, tưới lên mô nữa, tại vì ngày hôm đến ngày thứ bảy đi là nó chỉ bị có như mình ngày thứ bảy nó đã chỉ bị kết nấm rồi các bạn. Đó là mình không tưới tưới trực tiếp lên, tưới tiếp lên nó sẽ ảnh hưởng các bạn nhé. Mình sẽ tưới lên lưới lan đi, nếu nắng nóng mình tưới 2-3 lần, ngày tưới 2-3 lần cũng được các bạn ạ. Tưới làm sao có ẩm các bạn nhé, ẩm lưới lan. Nếu mà các bạn phủ lưới lan rồi, các bạn có rơm, các bạn phủ lên rơm một tí nó là được các bạn nhé. Nó sẽ có bị khô mô. Nếu mà các bạn làm ở nhà, các bạn là các bạn cái gì lưới lan tre có trên 1 lần nữa là nó sẽ rất là tốt luôn. Đó. Nếu gió quá các bạn có thể lấy lưới vây xung quanh vào các bạn nhé, vây xung quanh mô vào để không gió bị gió không tạt vào nhé các bạn. Đó. Tôi hôm nay mình chia sẻ ở đây thôi các bạn ạ. Mình chuẩn bị mình tưới dinh dưỡng này, trời nắng lên rồi. Mà các bạn lưu ý nhé, cái tưới xả tơ các bạn như cái mùa là mưa này các bạn tưới xả tơ lúc 9-10 giờ các bạn nhé, cho nắng ấm lên. Các bạn không nên tưới buổi sáng và cái nước các bạn cũng không nên quá lạnh nha các bạn nhé. Cái nước các bạn lạnh quá mà xịt vô cho nên không không nó sẽ ảnh hưởng nha các bạn. Đấy các bạn nên tưới lúc nắng nắng ấm ấm lên nhé các bạn. Trước cái xả tơ phần mở ra cho nó thông thoáng 15 2 30 phút gì đó các bạn mới hái xịt nha các bạn nhé. Rồi chào các bạn, hẹn lại các bạn trong video sau. Các bạn nhớ thấy hay nhớ đăng ký cho mình để mình ra cái video nhiều video hay hơn. Thôi. Chúc các bạn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.